Hello, xin chào cả nhà ha. Một quả trái tim kim phách thô ha. Đó. Hình dáng trái tim. Đeo cũng đẹp lắm ha. Đeo cũng đẹp lắm. Nhỏ nhỏ này dành cho mấy bạn nữ thôi. Bạn nữ mà xì tai. Đeo hàng thô. Đẹp không? Mấy bạn cứ đeo từ từ ha. Đó, cái này bạn đeo bạn không cần tháo. Đó, bạn cứ đeo đeo suốt luôn. Đó, từ từ là mấy cái này nó quá trình mà bạn đi tắm rửa hay là mồ hôi của bạn á. Đó thì nó sẽ đánh bóng cái viên này từ từ. Mà cái nhanh lắm ha. Nói chung là bạn đeo khoảng tầm 2 3 tháng thôi là bạn thấy nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ bóng loáng lên dần từ từ, những cái lớp đất cát này nó sẽ trôi đi bớt nè. Đó, lúc đó là nó hiện lên hết những cái hậu phách, nó còn giữ lại những cái thứ như những cái lớp da hậu phách thôi, lúc đó nó hiện lên thôi là nhìn sẽ còn đẹp hơn. Đó, như vậy bạn thấy ok rồi phải không? Đó đó, mặt sau kim phách nè, này màu vàng kim á. Đó, nó mà cho thêm bớt mấy cái lớp cát này là càng đẹp hơn. Đó, mà bạn phải đeo lâu, bạn đừng có đeo vài hôm mà bạn tháo đó, hoặc là bạn đeo một cái thời gian tầm 2 3 tháng thôi, tại vì hậu phách đó nó không có như những cái loại đá khác ha, nó mềm đó, nó vừa đủ mềm nên bạn đeo á trải qua cái lớp da của bạn nè. Đó, lớp da mịn màng ha, bạn thấy không? Lớp da bạn mịn á, da người là mịn rồi, thấy không? Bạn ma sát nó giống như là bạn đánh bóng cho nó vậy. Còn mấy cái loại đá khác á, độ cứng nó cao á, thiệt bạn đeo phải một thời gian gọi là cực kỳ lâu luôn, nó cực kỳ lâu luôn, nhiều khi nó không thay đổi, nó thiệt. Nó nhiều khi không thay đổi. Còn hậu phách đó, tại vì nó cái độ cứng nó chỉ có 2.5 tới 3 thôi. Nó vừa đủ luôn. Cái độ độ cứng của nó vừa đủ hoàn hảo để bạn lấp da người bạn đánh bóng luôn. Lúc đó nó còn đẹp hơn. Đeo như mình đeo á. Mình đeo hết như mình mấy món mình đeo á. Đeo toàn là được vài vài tháng á là có người hỏi gạ là mình thôi. là mình bán luôn. Đó. Đó, tại đeo lên á mồ hôi á tự bóng mà